5 ngàn. Chung luôn hả? Mua gì bánh gì? Bánh cua phô mai. Cua phô mai là bánh gì? Mình ăn đây hay mang đây à? À, bánh cua phô mai. Đúng rồi. Tại đây em xíu hỏi chuyện anh. Dạ rồi, từ từ. Mua lẻ được mà. Dạ có nha. Dạ rồi, bên đây tự chế về. Đây hả, bánh này hả? Chưa giờ điện. Bên đây là bữa. Đây gọi là bánh cua phô mai. Bánh cua nhân phô mai. Còn nào lấy luôn cả luôn nha. Anh cho vui. Rồi ăn cho biết đi. Lấy em 2 cái trước đi. Bao nhiêu vậy? 5 ngàn cái. 5 ngàn cái hả? Dạ. 4 cái hả? Thôi, lấy 6 cái. Thôi, đừng có 30 thôi, không ăn nhiều. Em 6 cái. Anh mua gì nhiều vậy? Uống cái gì? Lấy mấy cái xu. Không, anh nữa 5 cái. Nào với 5 cái. Tí nào nọ, tí nhớ trẻ. Nó thúi anh mua. Quay gì á? Quay cho người ta biết cái bánh này bánh gì thôi. Đây để em thưởng thức. Ủa cái bánh này giống bánh sừng bò hả? 5 cái à. Bánh hương thắng á. 25 ạ. Giống cái bánh sừng bò. Đúng rồi, đó giống bánh sừng bò. Ờ, bánh sừng bò. Cho 5.000 thôi. Nghe cái tên lạ cái là người ta lại mua à. Giờ mình đổi tên hết mấy loại bánh đi. Đi. Đấy, nè. Rồi, cảm ơn nhiều ạ. Cắn thử bên trong đi. Lấy giấy ra, giấy gì. Hả? Trời hên quá. Sao đâu dễ ăn được, yên tâm. Lột giùm anh tờ giấy. Đây, lột cho. Rồi, cảm ơn. Đây là tờ giấy nè các bạn. Bỏ giống mấy. Bỏ đó lên kia. Cái này bánh dừa luôn. Cô phô mai da lợn. Thử cái con đó, bỏ ra đây, bỏ ra đây. Đây đây bỏ cho. Đây. Ok. Đi thôi đi thôi. Rồi bánh này, bánh này. Ủa bạn cuối hả mấy anh? Mấy cái lộ nha anh nè. Đây bánh này nè. Đó, ra đây cho sáng. Coi bên trong coi, coi bên trong coi. Banh banh ra coi, mày ăn xong mày cắn mày banh ra chứ. Phô mai đâu? Rồi banh cái phô mai ra cho anh coi thôi. Rồi nãy ra. Mình bị lừa rồi mấy mẹ, không có phô mai. Không có phô mai không? À có phô mai, mày cạp sao nè. Không có, đây nè. Ủa, nhưng mà trong cái hương vị của nó cũng có phô mai mà. Ừ, phô mai trong hương vị lại có một cục phô mai, hình như nó cạp cái cục phô mai vô miệng nó rồi. Xong rồi hỏi nó phô mai đâu, tìm không ra nữa. Phô mai trộn trong cái bột này luôn à. Ừ, đúng rồi. Mai có mốt, mai mốt có ra chỉ đêm, mai có ra chỉ đêm. Không, mình sáng chừng là tỏ ra. Năm chục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.